có chuyện lớn rồi. Anh Tư cọp biển. Anh tới rồi hả? Anh Tư đâu? Ảnh sao rồi? Mới được đưa vào phòng mổ. Đã xảy ra chuyện gì? Thì phải mổ xong mới biết chứ. Nhưng mà một cái chân của ảnh đã... Chuyện này là thế nào? Thì tối hôm đó có người sở cảnh sát tới, nói mời anh về sở để hỏi câu hỏi vì vụ đánh lộn với xã hội đen. Sao mấy anh đã cho ảnh đi một mình chứ? Hey. Vậy mày không nhớ là họ đưa mấy tấm hình ra để coi hay sao hả? Nhớ không? Rồi sao nữa? Tới sáng hôm sau thì mới có người nhìn thấy ảnh. Đê Tạc, mày đâu vậy? Chào đại ca. Thằng này, đến mức nào anh cũng không có được quyền đánh một người cảnh sát. Không có sao đâu. Cảnh sát trưởng ở đây là người của ba Đồng Thức, đã gài vào từ lâu rồi. Mày yên tâm đi. Chỉ khi có chuyện như vậy thì tao mới gặp được mày. Mày và Thanh Hoa bây giờ hai đứa thế nào? Thì cũng giống như lần trước thôi. Xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì gây, y hệt như ngày xưa. Đâu có gì thay đổi. Tao mừng cho tụi bay. Tại sao mày lại mừng? Mày mới là ngon đó. Ngon cái gì? Chỉ có mày mới dám đánh cái đám xã hội đen. Trong hồ. Hả? Tao có nên theo xã hội đen không? Sao mày lại cười? Thằng Đông Thức, nó cũng hỏi tao một câu y chang giống như vậy. Rồi mày trả lời với nó thế nào? Nếu đã làm xã hội đen thì phải làm trùm. Theo như mày thấy, tao có thể trở thành ông trùm hay không? Tao không biết. Thằng Đông Thức là cha truyền con nối, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ trở thành ông trùm thôi. Còn mày, tại sao lại muốn chọn vô con đường đó? Tao có lý do. Lý do gì? Mày nói cho tao nghe được không? Lúc này hễ ráng làm việc là có tiền thôi. Lẽ dĩ nhiên tao đâu có xúi mày đi làm mấy công việc tầm thường. Tao xin lỗi. Ây da,
Làm gì mà mày xin lỗi tao chứ? Mày không nhớ chuyện gì sao? Câu mày nói hồi còn học tiểu học. Tao hả? Hồi đó ở trong cái nhà hàng Tàu. Câu nói của mày tao rất là thích, cho nên nhớ kỹ cho tới bây giờ. Ông đã cố gắng hết sức để cho được án nhẹ, nhưng mà tên cảnh sát lại bị thương nằm ở bệnh viện nên không có thể làm được gì hơn. Hả? Như vậy có nghĩa là phải ở tù hay sao? Thằng con rể của ba, uống với ba một miếng đi. Còn tới ba rất mừng. Không uống hết không về nhà. Con sống cho khỏe nha. Dạ. Rót cho ba thêm một ly nữa. Ba yên tâm, con theo ba tới cùng mà. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Tình trạng gia đình của gia đình rất là bớt, mà tiền để lo quá trị cho ba thì lại mắc lắm đó. Chồng của con phải đi làm thêm ở ngoài giờ mà vẫn không có đủ chi dùng. Con không thể nào giúp cho ba má được bất cứ chuyện gì hết, mất thông cảm. Không lẽ trời ơi, để cho ba con chết như vậy hay sao? Nếu mà Thanh Sử nó biết được, nó buồn dữ lắm. Má à, bộ má tưởng là con muốn bất hiếu với má sao? Con cũng lo cho con Thanh Sử nữa. Tình trạng ba mà kéo dài như vậy hoài, làm sao mà Thanh Sử nó có chồng khá được chứ? Má muốn nó trở thành giống như con hả? Má biết rồi, những lời con nói đều đúng hết. Nhưng mà đau lòng mà cũng vẫn đau lòng. Đưa ba vô trong nhà thương nhà nước đi, ở đó cũng rất tốt. Con nghĩ đó chính là con đường tốt nhất để chữa bệnh cho ba mà thôi. Chồng của con cũng đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Má không biết phải nói làm sao. Thiệt tình má cảm ơn chồng con dữ lắm. Chào má, con mới về. Chị hai. Con mới về hả? Em mới về hả? Anh hai con ở trỏng, vô chào nó đi. Xin chào anh hai. Bà lại uống rượu nữa. Anh hai, sao anh cho bà uống rượu vậy? Bác sĩ đã có dặn. Bà đi khám, bác sĩ nói thế nào? Má đừng có cho Thanh Sử hay nghe. Để con nghĩ cách con nói cho nó biết. Má biết rồi.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Con nghe bà nói thật nè. Má của con bị bắt vì tội lừa gạt. Đâu có sao đâu ba. Gạt người ta thì phải ở tù thôi. Còn cái tội ngoại tình của bà, đâu có tòa án nào xử bà đâu. Đừng có nói má con như vậy. Đó là má của con, mang con 9 tháng sinh ra con. Nếu muốn má con thoát tội thì phải có tiền. Ba không thể để má con ở tù được. Cho nên ba muốn xin con một việc. Một việc thôi. Con ráng giúp ba. Cho ba mượn chút tiền, ba sẽ trả lại cho con. Ba xin con, tiền bạc có thể kiếm lại được. Ba, ba biết ba đã làm cho con khó xử. Con sẽ đưa tiền cho ba. Nhưng với một điều kiện, là ba phải ly dị má. Bằng không thì ba cứ việc từ con đi. Hôm nay chị ăn trưa có ngon hay không? Em có hay biết cái gì chưa? Có chuyện gì? Thì sắp bỏ em chứ cái gì. Ơi, sau này chị không còn lo lắng cho em nữa. Không còn ăn cơm trưa nè, không còn...